Sài Gòn của mình hôm nay như đang trên đông lửa. Toàn bộ người dân thành phố không ai dám mở cửa. Sao thấy thương người dân giờ phải ở trong nhà, cùng việc của corona tan phá dân tộc ta. Lại trời lại Phật cho dân ca nước qua kiếp nạn, cùng việc con corona độc ác quá khốn nạn. Nó cướp đi mạng sống, nó lấy sự yên bình. Mọi người dân xin hãy cố lên, hãy bình tĩnh. Giờ là lúc chúng ta lấy lại sự tự do, không có cho Covid nó làm càn. Và ý thức là một vũ khí to thật to, phải mạnh mẽ, ta không được phép hoang mang. Vì corona bao nhiêu mang sông đã lìa xa, vì corona nó khiến người dân phải ở nhà. Nó lấy đi tự do, lấy những gì ta có, và nó khiến cho ta phải sống trong sầu lo. Giờ đã đến lúc ta lấy những thứ thuộc về ta, vũ khí lớn nhất là những ý thức của mỗi nhà. Ta sát vai cùng nhau đang cầm tàu ra bao, và Việt Nam quyết tâm phòng chống đẩy lùi corona. Sài Gòn của mình hôm nay như đang trên đông lửa. Toàn bộ người dân thành phố không ai dám mở cửa. Sao thấy thương người dân giờ phải ở trong nhà, cùng việc của corona tan phá dân tộc ta. Lại trời lại Phật cho dân ca nước qua kiếp nạn, cùng việc con corona độc ác quá khốn nạn. Nó cướp đi mạng sống, nó lấy sự yên bình. Mọi người dân xin hãy cố lên, hãy bình tĩnh. Giờ là lúc chúng ta lấy lại sự tự do, không có cho Covid nó làm càn. Và ý thức là một vũ khí to thật to, phải mạnh mẽ, ta không được phép hoang mang. Vì corona bao nhiêu mang sông đã lìa xa, vì corona nó khiến người dân phải ở nhà. Nó lấy đi tự do, lấy những gì ta có, và nó khiến cho ta phải sống trong sầu lo. Giờ đã đến lúc ta lấy những thứ thuộc về ta, vũ khí lớn nhất là những ý thức của mỗi nhà. Ta sát vai cùng nhau đang cầm tàu ra bao, và Việt Nam quyết tâm phòng chống đẩy lùi corona.